Chiều ngày 31 tháng 5, phường Bắc Sơn tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023, khai mạc hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Trong dịp hè năm nay, các cấp các ngành phường Bắc Sơn sẽ nỗ lực tổ chức các hoạt động nhằm thu hút tập hợp đông đảo thanh thiếu nhi tham gia, trong đó tập trung tuyên truyền cho thiếu nhi về truyền thống cách mạng, bồi dưỡng kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi, tuyên truyền về luật giao thông đường bộ, vệ sinh môi trường, phòng tránh tai nạn thương tích đuối nước và phòng chống dịch bệnh mùa hè cùng với đó tổ chức các hoạt động vui chơi văn hóa văn nghệ thể dục thể thao lành mạnh cho thiếu nhi cùng với việc tổ chức các hoạt động hè cho thiếu niên nhi đồng các cơ sở đoàn hội đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện hè các hoạt động tổ chức theo hướng thiết thực hiệu quả có chiều sâu phát huy tính sung kích và vai trò nòng cốt của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh trong việc giáo dục định hướng lý tưởng cho thanh niên mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đồng thời giáo dục thanh thiếu niên Nhằm động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vượt khó học giỏi, ban chỉ đạo hè phường Bắc Sơn tặng quà cho 7 em với tổng trị giá 1,4 triệu đồng.